cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Bây giờ là Xuân Lộc. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phan Xuân Lộc, năm nay mình 20 tuổi và cân nặng là 122 kg. Vào lúc 2 tuổi khi đang chơi với bạn bè, tự dưng té xỉu, mình vào cấp cứu. Bác sĩ nói với gia đình là mình bị suy dinh dưỡng, thiếu chất quá nhiều, về lâu về dài là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Ba mẹ lo lắng cực kỳ và bắt đầu bồi dưỡng cho mình, ngày nào cũng ăn rất nhiều, dần dần trở thành thói quen, sức ăn càng ngày càng mạnh hơn. Đến 5 tuổi, một tai nạn xe khiến cho chân phải của mình là không thể đi lại trong 1 tháng, nằm liệt giường thì lại tiếp tục ăn. Bà nội, bà ngoại thương cháu mà mua đồ ăn, đồ uống cho cháu ăn. Cháu nằm chả có chuyện gì làm, chỉ xem tivi và ăn thôi. Lúc trước mình có theo học khoa y dược của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Mọi người thì rất mong muốn là mình sẽ trở thành một dược sĩ. Nhưng mà trong thâm tâm mình rất yêu thích ca hát, mình có thể hát mọi lúc mọi nơi. Nên bản thân mình đã có một quyết định vô cùng cảm thấy có lỗi với ba mẹ là mình tự ý bỏ học, nhưng mà vẫn không dám nói với gia đình vì sợ ba mẹ mình hụt hẫng và thêm buồn. Mình biết là ba mẹ mình sẽ buồn, nhưng mà mình sẽ bù đắp lại bằng cách mình sẽ theo đuổi đam mê của mình tới cùng. Mục tiêu của mình khi đến với chương trình này là giảm được 50 cân, nhưng nếu mình không đi sâu vào được chương trình thì ít nhất khán giả cũng sẽ nhớ đến mình là một ca sĩ trong cơn, Xuân Lộc. Xin của chúng ta bạn Xuân Lộc. Quán quân của thử thách cùng bước nhảy sẽ là một người bạn đồng hành tuyệt vời của bạn. Và xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Một cái màu sắc đặc biệt so với từ nãy đến giờ. Anh thích những cái động tác của em nằm và ngồi, nó diễn cảm rất là tốt. Bước chân em đặt nó rất là nhịp nhàng và đúng. Cái duỗi chân á rất là thẳng. Nếu mà em gầy xuống, em làm nó sẽ đẹp giống như Hải Anh vậy đó. Cho nên là mình đã có khả năng đó rồi, mình tiếp tục gầy đi ha. Cố gắng đi. Xin cảm ơn và xin mời giám khảo Hà Hồ. Giống như anh Đàm Vĩnh Hưng nói, bạn làm cho mọi người thấy là bạn hoàn toàn cố gắng trong từng giây ở trong cái bài nhảy của bạn. Người ta vẫn hay đùa với nhau là có tâm đấy, và bạn thi cũng có tâm trong cái bài nhảy này. Điểm rất cao cho bạn, đó chính là sự cố gắng và tập trung và rất là có tâm trong bài nhảy của mình. Cảm ơn giám khảo Hà Hồ, xin mời John. Đúng là cái ý kiến của Hà Hồ lúc nói là cái sự cố gắng của em. Lúc cái bài mới bắt đầu anh sợ chết rồi, bạn sẽ múa đương đại. Vì với một cái cơ thể như vậy, anh sợ mấy cái động tác sẽ nhìn cục đó, em hiểu không? Nhưng anh cảm nhận được cái sự thở trong cái động tác của em, nó rất là mượt. Lúc em nhảy cái bài này, múa cái bài này, anh không có để ý về cái mặt của em. Và phải cảm ơn Hải Anh rất nhiều, vì múa kế bên một bạn như Hải Anh thì chắc chắn mình phải lo lắng mình sẽ bị mờ. Nhưng mà cái khách biên đạo của em, mình thấy rõ ràng em là cái người hỗ trợ bạn Xuân Lộc trong cái bài này rất tốt. Vâng, xin cảm ơn giám khảo.
Và thưa quý vị, điểm số của bạn chúng tôi sẽ công bố vào cuối chương trình cùng với hai thí sinh khác. Và bây giờ quý vị muốn bình chọn cho bạn ấy hãy nhắn BN khoảng cách mã số 11 và gửi về 8369 quý vị nhé. Mời bạn tiến về phía bàn cân. Cân nặng cũ của bạn là 120,3 kg và cân nặng hiện tại là 117 kg. Bạn giảm được 3,3 kg, 2.7% là số điểm tương đương. Và cuối cùng bạn được bao nhiêu thì cuối chương trình chúng ta sẽ biết. Xin một tràng pháo tay cho Xuân Lộc thưa quý vị. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Don't you wanna stand?